Hello, xin chào các bạn quay lại channel Riding On, tổng hợp tất cả các phần của chúa tể bẻ khóa Corvulkin cả hai phần. Không dài dòng nữa, mình là Riding On, bắt đầu lúc nào. Hẹn xin. Một trong ba thế lực lớn nhất trong thế giới của Zero One ở đoạn đầu phim, Maximo Zinrai, tập đoàn Hidden Intelligence cũng như tổ chức quân sự chống lại sự nổi loạn của AI mang tên AMS Corvulkin. Anh ta mang tên Isamu Fuwa, là đội trưởng của tổ chức AMS, là người luôn tiên phong để giải quyết tất cả vấn đề liên quan tới sự nổi loạn của AI, cọc cằn nhưng vô cùng nghiêm túc trong công việc. Fuwa được thành sự căm thù tột độ với đám Human Gear do những kiếp của bản thân anh trong quá khứ về sự kiện khủng khiếp ngày Daybreak. Anh tin rằng tất cả những Human Gear được thiết kế để tiêu diệt nhân loại và chỉ chờ đợi ngày bọn chúng bộc phát tính cách này trong bản thân. Cũng vì lý do đó, anh luôn muốn nghiền nát tất cả những tên Human Gear nổi loạn bằng chính đôi tay này. Anh là kẻ sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để tiêu diệt những tên Human Gear đó và luôn phớt lờ mệnh lệnh của đồng nghiệp. Cũng vì Human Gear mà ban đầu anh khá thành kiến với tập đoàn Hidden Intelligence cũng như chủ tịch Aruto. Anh luôn tin rằng tập đoàn này đã cố tình che giấu sự kiện Daybreak. Bullet! Kamen Rider! Shutter Eyes! Shooting Weapon! The elevation increases as the bullet is fired. Hình dạng cơ bản của Corvulkin là Shooting Weapon. Nó là sức mạnh được tạo ra từ Zaya và được nghiên cứu phát triển bởi người đồng đội của anh, Yua. Có được sức mạnh từ Short Drive do đã cãi lệnh Yua và sử dụng nó để tấn công đám Human Gear nổi loạn. Anh cũng có một phần sức mạnh là chiếc Raikei Shooting Whoop, nhưng anh không thể nào kích hoạt nó do đã bị Yua ngăn cản. Trong trận chiến với tên Magian thằng lằn bay cổ đại, mặc dù chiếc Raikei không được mở khóa, đã dùng chính đôi tay của mình để bẻ khóa chiếc key mà không cần sự chấp nhận. Sử dụng nó cùng với Source Drive, anh đã lần đầu tiên chuyển hóa thành Corvulkin Shooting Whoop. Tông màu chủ đạo là bạc cùng với màu trắng, với phần nửa phải cơ thể được bao phủ màu xanh dương, cũng như những viên đỏ đại diện cho chiếc Raikei Shooting Whoop cũng như là khẩu súng Source Drive, tạo chúng ta cảm giác như khẩu Source Drive này chỉ phát huy được một nửa sức mạnh của những chiếc Raikei, chưa hoàn toàn nắm vững sức mạnh của nó. Tạo hình của anh cũng giống như Zero One, là gương mặt được tạo hình bằng chiếc mặt nạ, nhưng nó lại trùng màu với phần màu trắng của toàn bộ cơ thể chứ không tách biệt như Zero One. Cùng với đó là hai chi tiết giống như phần lông sói cũng như đôi tai sói trên gương mặt. Phần tai cơ bản màu trắng của Vulkan giúp anh tăng cường sức mạnh, phần tai sói giúp anh tăng độ cơ động và sự nhanh nhẹn. Cả hai phần trên cơ thể đều có tác dụng riêng. Tạo hình của Vulkan có cảm giác là hai phần tách biệt nhau, chứ không phải là phần giáp xanh sẽ đè lên phần giáp cơ bản. Sự thiện xạ của Shooting Whoop không đơn giản đến từ chiếc Raikei, nó còn đến từ chính vũ khí của anh là khẩu Source Drive. Để kết hợp cả hai nhuần nhuyễn nhất, phải kể tới khả năng chiến đấu thượng thừa của một chiến binh được đào tạo bài bản như Fuwa. Anh đã kết hợp tất cả chúng để tạo ra một Rider thiện xạ cực kỳ mạnh trong khoảng tấn công tầm xa. Rất nhiều trận chiến anh là người yểm trợ phía sau cho Zero One hoặc cho chính Yua, người sẽ trở thành Kamen Rider Valkyrie sau này. Nói như vậy không có nghĩa là khả năng cận chiến của hình dạng Shooting Whoop hay là Vulkan cơ bản là yếu. Anh được mang trong mình sự dẻo dai của loài sói cũng như kết hợp với khả năng cận chiến từ Fuwa cùng với khẩu Short Drive để tạo ra những cú bắn cũng như phản đòn cận chiến cực kỳ điệu nghệ. Khả năng dẻo dai từ loài sói được thể hiện rõ với tên thằn lằn bay. Anh đã dùng giác quan nhạy bén cũng như khả năng linh hoạt của mình để né tất cả chiếc boomerang của hắn, cũng như đón đòn tấn công sau khi chiếc boomerang quay về, hắn sẽ chụp lấy nó và tấn công từ phía sau, dễ dàng nắm bắt đòn này, bắt bài và đánh bật lại đòn tấn công của tên Magia. Một trận chiến khác cũng thể hiện rõ sức mạnh và sự dẻo dai của Vulkan, đó là trận chiến anh đối đầu với Valkyrie. Valkyrie sử dụng tốc độ của loài báo để áp đảo anh, nhưng anh đã nhanh chóng tập trung và bắt bài cô, xé ra một đoàn trực diện để kết liễu anh. Anh đã dùng sự dẻo dai của mình để phản công cũng như đánh bại cô bằng khả năng nhắm bắn chuẩn xác, giành được thắng lợi trong trận chiến đó. Đòn tất sát của anh sử dụng Short Drive là Shooting Blast. Vulkan tập trung sức mạnh vào khẩu súng, bóp cò và tạo ra 4 chiếc đầu sói tấn công những vật thể xung quanh và truy đuổi kẻ thù. Chúng cắn vào tứ chi của kẻ thù và găm chặt chúng vào tường, chuyển hóa thành những chốt năng lượng ghim chặt kẻ thù vào bề mặt gần đó. Sau đó anh tụ lực một lần nữa vào chiếc Short Drive và bắn ra quả cầu cực mạnh với nguồn năng lượng khổng lồ từ nó, xuyên phá tất cả kẻ thù và làm tan chảy chúng. Trong trận chiến đầu tiên, anh đã làm tan chảy tất cả những container mà quả cầu năng lượng này đi qua, cũng như làm tan biến luôn tình Magia, thể hiện sức mạnh khủng khiếp của anh trong lần đầu debut. Power! Shutter Eyes!
Punching Kong. Punching Kong, sức mạnh để đấm tan những ngọn núi, để giải tất cả những bí mật liên quan tới ngài Daybreak cùng với một cậu bé. Cậu ấy là một người đã bị mang tiếng xấu, do tất cả mọi người đều nghĩ thảm họa Daybreak là do cha cậu gây ra. Trong số đó, chỉ có Phu Hoa là người duy nhất tin cậu, vì anh biết thật sự thảm họa đó là do đám AI nổi loạn, chứ không phải do con người gây ra. Liều mình đến thành phố bỏ hoang để tìm ra chân tướng. Nhận được sự hỗ trợ của Aruto với thân phận Zero One cũng như là Yua, cô đã không ngăn cản và trao tranh sức mạnh để làm được điều đó. Power, sức mạnh của khí đột Punching Kong, là hình dạng giúp Vulcan tăng mạnh lực đấm, nhưng tất cả những chỉ số khác bao gồm cả tốc độ của anh bị giảm mạnh. Nửa phần thân trên của anh sẽ được điểm tô bằng Punching Kong, còn lại phần bên dưới sẽ trống trải và không có bất kỳ bộ phận nào liên quan tới sức mạnh của chiếc Rồng Raikhi. Tạo hình của Punching Kong thể hiện sức mạnh của anh giống như cách mạnh đã bẻ khóa chiếc Rồng Raikhi, được bao phủ với lớp giáp đen cũng như những chi tiết đỏ. Gương mặt của anh cũng thay đổi, nhìn giống với loài khí đột hơn. Và đặc trưng nhất của Punching Kong có lẽ phải đến từ đôi bàn tay. Đối mặt trước kẻ thù đầu tiên chỉ là những tên Magia nổi loạn cơ bản, nhưng từng động tác đánh cũng như những âm thanh vang ra từ những cú đánh đó cho chúng ta thấy sức mạnh khủng khiếp từ Punching Kong. Đôi tay của anh, ngoài sức mạnh cơ bản khủng khiếp, còn được thiết kế là một phần giáp tai bên ngoài, chứ không phải đôi tai của anh được chuyển hóa to lớn như vậy. Thiết kế như thế giúp anh tận dụng được khẩu súng Short Drive, và cũng nhờ đôi tai này anh đã tận dụng được khẩu Shotgun do Yua chế tạo. Vì cơ bản sức mạnh của Punching Kong là vô cùng lớn nên anh đã không bị đẩy lùi bởi sức mạnh khủng khiếp từ khẩu Shotgun. Kết hợp cả hai, anh đã tạo nên một combo tấn công tầm trung cực kỳ khủng khiếp. Ngoài ra, đôi tai của Punching Kong còn được trang bị hai bộ phận tên lửa. Anh có khả năng bắn chúng ra như một chiếc tên lửa và thu hồi chúng về. Phạm vi tấn công của anh được tăng lên đáng kể. Đoạn tất sát của hình dạng khí đột dàn trải rất nhiều chiêu thức. Đầu tiên là Punching Blast, dùng hai bàn tay của mình cầm chặt Soft Drive tụ năng lượng, nhưng lại không phải tụ năng lượng vào khẩu súng mà là vào hai chiếc găng tay. Hai chiếc găng tay với lực đẩy từ tên lửa bay vào tấn công kẻ thù, hất chúng lên không trung cũng như đâm xuyên tất cả những vật thể đó, đấm thủng kẻ thù. Đôi bàn tay của anh chỉ là đôi bàn tay cơ bản, chứ không phải là dạng phát nổ một quả tên lửa, nên nó đã dễ dàng bị Kaoru Horobi vô hiệu hóa khi không thể nào đấm xuyên lớp giáp của Horobi. Đòn tấn công thứ hai là Punching Blast Fever. Đòn này có hai trạng thái. Trong trận chiến với Jin, anh đã tụ lực và nắm đấm, dậm xuống đất, biến đổi địa hình xung quanh, làm chao đảo cái hù. Trong lúc này, anh sẽ lao tới và ra đòn cực mạnh để nhằm kết liễu chúng. Dạng thứ hai, anh sẽ tạo ra hai bàn tay Punching Kong khổng lồ bằng năng lượng, sau đó kẹp nát cái hù. Đòn này thường sử dụng khi anh chống lại một lượng lớn quân thù. Assault Bullet Over Rise Shut Rise Assault Urufu. No chance of surviving. Assault Whoop, kế hoạch của đám Mesubo Jinrai đã dần tới giai đoạn cuối. Bọn chúng chỉ cần triệu hồi sức mạnh của tất cả chiếc Rồng Raikhi để hồi sinh Art. Tất cả mọi việc đều được bọn chúng thực hiện trôi chảy. Art đã được hồi sinh và hắn đã chế tạo chiếc khi nâng cao sức mạnh của Mesubo Jinrai, đó là Assault Whoop. Sử dụng chút sức mạnh cuối cùng của mình, Aruto đã đánh bay được chiếc khi. Nó đã rơi vào tay của Fuwa. Trước sự khinh bỉ của Horobi, những hiên binh kia, những người trong Mesubo Jinrai bọn ta mới thể tận dụng được nó. Dẹp bỏ tất cả, anh đã bẻ chiếc khóa này và chuyển hóa được thành Assault Whoop trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Chuyển hóa như tất cả những vệ tinh xoay quanh và tạo ra nguồn năng lượng khủng khiếp từ Ash bao phủ lấy anh. Sức mạnh cũng như áp lực được tạo người Fuwa là vô cùng lớn. Tạo hình của anh giống với tên gọi, bao phủ bởi một cơ thể màu bạc với những viền đen cũng như màu xanh sẫm, thể hiện rõ sự đối nghịch với hình dạng Shining Hopper tỏa sáng của Zero One. Gương mặt của anh chằng chịt những thứ vũ khí của toàn bộ cơ thể, cũng như đôi tai được với hai phần súng trên cổ tay. Và điểm đặc biệt nhất có lẽ là đôi mắt của Art ở giữa ngực Assault Whoop. Ngoài sức mạnh thể chất cũng như Bow Rider debut khác, là form sử dụng Short Drive đầu tiên bao phủ toàn bộ giáp trên cơ thể, mang lại cho anh một khả năng phòng thủ cực kỳ cao. Anh đã dễ dàng chống đỡ tất cả những đòn tấn công của Ikayuji. Bộ phận đôi mắt của Ash trên ngực anh cũng hỗ trợ tính toán cũng như nâng cao khả năng chiến đấu của anh ít nhiều. Vũ khí chính ở trạng thái này của anh là khẩu Optizide Butter, thường được anh lấy từ Zero One, thường sử dụng dạng pháo hơn là dạng rìu giống như Zero One. Ngoài ra, trên tay của anh còn có hai khẩu pháo tự hành giúp anh tấn công kẻ thù, kết hợp cùng với khẩu Short Drive tạo những đòn tấn công liên hoàn khiến kẻ thù không thể nào trở tay.
sức mạnh lớn và sức mạnh không tạo ra dành cho con người. Sau World Variety để lại một ảnh hưởng vô cùng nặng nề lên Fuwa. Mỗi lần sử dụng, sức khỏe của anh lại càng trở nên tồi tệ, ảnh hưởng nặng nề tới mức nhiều lần thoát biến hình, cũng như đã bị Yua ngăn cấm không cho sử dụng hình dạng này thêm lần nữa. Và điều quan trọng nhất, tại sao một người không phải là Matsubo Jinrai lại có khả năng sử dụng form được chế tạo riêng cho bọn chúng? Điều này sẽ được lý giải ở phần sau của phim. Đoạn tất sát của anh là Metanite Stoneblast, Vulcan sẽ tụ năng lượng vào khẩu Sorcery, cũng như bao lần tạo thành một chiếc đầu sói khổng lồ cắn vào kẻ thù, sau đó xoay vòng chúng và phát nổ khi đến cuối con đường. Đoạn thứ hai, Metanite Stoneblast Fever, Vulcan sẽ thực hiện đòn Rider Kick đầu tiên của anh. Anh nhào lộn lên không trung, tạo ra một cú đá xoay được bao phủ bởi nguồn năng lượng đỏ và xanh lam, giống như màu sắc của hình dạng Asa Warp, cũng tạo nên hình dạng một chiếc đầu sói, sau đó dán một đòn cực mạnh giống như hình dạng một con sói đang cắn chặt con mồi, đã văng chúng ra xa và hủy diệt kẻ thù. Rampage Bullet. Rampage Vulcan, chủ tịch của tập đoàn Hidden Intelligence đã rơi vào bước đường cùng. Nhưng tên Towser vô cùng kỹ lưỡng đã có Yua làm trợ lý đắc lực cho hắn. Hắn ta cần một con chó trung thành, và ai tốt hơn người đứng đầu của AMS, đó là Fuwa. Tự tin rằng đã cấy chip vào người anh, nên anh sẽ luôn luôn trung thành với hắn. Hắn đã ban cho anh sức mạnh tối thượng, sức mạnh của 10 chiếc Rorayki do dữ liệu hắn ta thu thập, tạo thành chiếc Rorayki mang tên Rampage Gatling, sẵn sàng trao cho anh sức mạnh khổng lồ này, vì tin tưởng hắn đã thao túng được Fuwa và anh không thể nào chống lại sức mạnh của công nghệ cấy vào người mình. Nhưng không, Fuwa đã vượt qua tất cả, đứng lên và không bị kiểm soát của con chip do Towser cấy vào. Anh đã có ước mơ cũng như mong muốn giải cứu Yua. Anh lao tới đỡ đòn cho Izu vì đây là mục tiêu của Towser. Sau đó anh đã sử dụng chiếc Gatling Rampage Rorayki để chuyển hóa thành Rampage Vulcan. Tạo hình của Rampage Vulcan giữ nguyên tạo hình của Vulcan cơ bản là hai nửa với hai tông màu khác nhau. Nửa bên phải của anh ấy không có biểu tượng loài sói, vì nó sẽ nằm ở biểu tượng 10 loài vật được tô điểm bởi hai màu giống như chiếc Rorayki là vàng cũng như xanh biển, là màu sắc đẹp nhất mà Vulcan từng sở hữu. Nhưng với tạo hình bất đối xứng, phần bên trái của Vulcan mặc dù với màu sắc nhạt hơn vẫn giữ đủ sự khác biệt cũng như tạo sự cân đối trong form thiết kế và sự sáng tạo trong tạo hình của form tổng hợp trong thời đại của Zero One. Gương mặt của anh ấy được tổng hợp từ rất nhiều chi tiết, từ vây cá mập, lông chim hay là ngồi đọc, tất cả chúng đều được tụ hợp trên gương mặt của Vulcan, chứ không đơn giản chỉ là những chi tiết giống như sói ở phần bên phải. Còn lại toàn bộ phần thân anh ấy được cấu tạo bởi những hình dạng máy móc, những khung xương kim loại từ những loài vật đại diện cho 10 chiếc Rorayki kết hợp với Rampage Vulcan, bao gồm cả sói ở phần thân đại diện cho anh ấy. Còn lại tất cả sẽ rải từ tay xuống chân của Rampage Vulcan. Ở hình dạng này, vũ khí của anh vẫn là khẩu Short Drive, cũng như tận dụng hoàn toàn sức mạnh từ 10 loài vật. Sức mạnh của đôi cánh giúp anh khả năng bay lượn, mặc dù chỉ tạo ra một đôi cánh bên phần thân trái, nhưng nó giúp anh bay lượn thoải mái, cũng như là một bộ phận vô cùng quan trọng giúp anh giữ thăng bằng khi sử dụng chiêu cuối. Phần tay của anh bao gồm sức mạnh của khí đột giúp anh gia tăng lực đấm, sức mạnh của cá mập giúp anh cắt phăng tất cả mọi thứ, sức mạnh của bò cạp tạo ra một chiếc kim độc tấn công kẻ thù, sức mạnh của hổ tạo ra một ngọn lửa, cũng như sức mạnh của gấu bắc cực sẽ tạo ra cơn bão tuyết. Đôi chân của anh bao gồm sức mạnh của loài ong, với những cấu trúc kim khi anh tập hợp năng lượng khả năng bắn ra những chiếc kim sắc nhọn vào kẻ thù. Sức mạnh của cheetah giúp anh gia tăng tốc độ, cũng như mamo, sức mạnh của loài voi mammoth giúp anh giữ vững thăng bằng cũng như ra những cú đá cực mạnh vào kẻ thù. Và không thể quên phần ngực của loài sói đại diện cho Vulcan, sức mạnh của sự dẻo dai và khả năng thiền xạ. Ngoài khả năng sử dụng tất cả những loài vật ra những chiêu thức cực kỳ chất lượng, vũ khí của anh Gatling giúp anh xoay vòng và kết hợp lại bộ ba theo một nguyên tắc nhất định. Bộ ba đầu tiên với đòn kết liễu mang tên Rampage Power Blast là combo thiên về sức mạnh với ba biểu tượng Rorayki là Punchinkong, Rekimamo cũng như Biting Shark. Anh sẽ dùng Rekimamo giữ thăng bằng cũng như đỡ đòn của đối phương, sau đó lao tới với sức mạnh khổng lồ từ bên chiến công, tấn công và hất văng chúng lên không trung. Cuối cùng anh lao theo và sử dụng đòn tấn công kẹp hàm từ đôi chân của mình, giống như cách cá mập cắn tan con mồi. Ba đòn tấn công cực kỳ quy lực và phối hợp hết sức đẹp mắt đã tạo nên sức mạnh của Rampage Power Blast.
Đòn kết liễu thứ hai là Rampage Speed Blast, thiên về tốc độ với 3 biểu tượng Raikki là Lightning Hornet, Rushing Cheetah cũng như Flying Falcon, tụ hợp sức mạnh vào khẩu Short Ride, anh bắn ra hàng loạt mũi kim tấn công vào kẻ thù. Mũi kim này có khả năng phá vỡ những cấu trúc năng lượng từ khả năng mô phỏng của Commander Towser. Sau đó anh tạo ra một bản thể nhập vào nó tăng tốc độ di chuyển, tấn công kẻ thù bằng tốc độ của loài báo. Sau đó anh kết hợp với sức mạnh của Flying Falcon bay xung quanh và ra đòn kích cực kỳ mạnh dán vào người kẻ thù. Và đòn cuối cùng là Rampage Element Blast với sức mạnh của những chiếc Raikki, Flaming Tiger, Rising Bear cũng như Sting Scorpion. Đòn này có hai biến thể. Đầu tiên, hai tay của anh sẽ sáng rực sức mạnh của băng và lửa. Anh sẽ ném băng để đóng băng cái hù cũng như lửa để thiêu cháy chúng. Sau đó, anh tung đòn kết liễu bằng chiếc ngòi độc trên tay của mình, phá nát hai lớp cấu trúc và nghiền nát kẻ thù. Đòn thứ hai, anh sẽ tụ hợp bàn tay lửa và băng tạo thành một quả cầu hỗn hợp như ngọn lửa địa ngục thiêu cháy kẻ thù cũng như khống chế chúng. Sau đó cũng tiếp tục sử dụng ngòi độc của Scorpion để hủy diệt chúng bằng sức mạnh của độc tố. Đó là tất cả 9 chiếc Raikki. Những khi kết hợp tất cả chúng lại, anh sẽ có một đòn tất sát mang tên Rampage on Blast. Đòn tấn công này có hai trạng thái. Trạng thái đầu tiên là trạng thái triệu hồi, xoay vòng để kích hoạt cả 10 chiếc Raikki từ Gatling. Anh triệu tập 10 biểu tượng Raikki trước khẩu súng của mình. Sau đó đôi cánh của Falcon sẽ cắm phía sau, giảm thiểu lực đẩy cũng như tăng độ chính xác cho đòn bắn. Anh sẽ bắn ra tất cả những loài thú đại diện cho 10 chiếc Raikki để tấn công kẻ thù. Trong trận chiến lần đó, anh đã dùng nó để vô hiệu hóa sức mạnh tương tự của Counter Towser khi hắn ta cũng triệu hồi 10 loài thú từ chiếc sắt của mình. Đòn thứ hai là đòn tất sát. Anh cũng thực hiện tương tự như vậy, đôi cánh của chim ưng sẽ cắm xuống đất, tạo cho anh sự kiên cố thực hiện đòn tấn công. 10 chiếc vòng sẽ tụ hợp lại, tạo ra một con sói khổng lồ bao quanh bởi nguồn năng lượng của 10 loài vật. Viên đạn cầu vòng xuất hiện với sức mạnh khổng lồ bắn tan tất cả mọi thứ. Đòn này mạnh tới mức có khả năng phá những chiếc sai do Towser mô phỏng, cho dù chúng ở trạng thái đơn độc hay trạng thái xoay vòng, để tăng độ phòng thủ, tất cả chúng đều bị xuyên thủng bởi đòn này. Japanese Wolf. Awakening the instincts of two beasts long lost. Trận chiến cuối cùng đã dần diễn ra. Cùng với Towser và Valkyrie hợp tác để ngăn cản tên Counter đang thao túng Aruto, Art-1. Nhưng tất cả đã ngỡ ngàng vì đó không ai khác ngoài Aruto, anh không bị ai thao túng cả. Với sức mạnh của Art-1, Aruto đã vô hiệu hóa con chip trong đầu của Valkyrie lẫn Vulcan, khiến cả hai không thể nào chuyển hóa được. Tình hình thế giới đang vô cùng hỗn loạn. Với sự bỏ đi của Aruto, Vulcan đã tìm được anh, nói vài lời đạo lý nhưng Aruto quyết định không thay đổi trước khi trả thù thành công Horobi. Dùng mọi cách cũng không thể nào Henshin. May mắn lúc đó, anh đã gặp được người sở hữu chiếc Japanese Warp Jetsumeki, song trùng của anh. Chụp lấy chiếc key, mặc dù đây là Jetsumeki nhưng anh đã bỏ quên tất cả và sử dụng nó. Kích hoạt cùng với Short Ride để chuyển hóa hình dạng lồi sói hai đầu Altered Vulcan. Tạo hình của anh lúc biến hình được bao phủ bởi tuyết trắng đặc trưng của sức mạnh Japanese Warp. Đôi mắt của Art đã được bao phủ bởi tuyết, cũng như những chi tiết đỏ đã mất đi trên cơ thể Altered Vulcan. Phần mặt của anh thể hiện hai gương mặt khác nhau của hai loài sói. Sức mạnh của anh đã hòa quyện cùng với Naki để tạo nên hình dạng này. Sức mạnh chính của anh là ăn hành, vì kẻ thù mà anh phải đối mặt là Zero Two. Phong có thể nói là mạnh nhất của tất cả những rider trong thế giới của Zero One. Chỉ số của anh Altered Vulcan cho dù có tốt đâu trước Zero Two cũng đều vô nghĩa. Anh đã bị đánh như tử và chẳng làm được gì, cũng như chẳng thể hiện được bất kỳ điều gì từ hình dạng này. Điều duy nhất anh thể hiện đến từ đòn Final Attack. Khi anh kích hoạt, nó mang tên Altered Blood Fever. Đôi móng sắt trên tay của anh đã được mọc ra thay cho khẩu súng của hình dạng Assault Warp. Nó giúp anh tấn công cận chiến vô cùng linh hoạt, cùng với đó là khả năng gia tốc từ lồi sói cũng như tạo những dư ảnh băng khiến Zero Two không thể nào đánh trúng được anh. Tận dụng thời cơ, anh lao từ phía trên xuống đánh bại Aruto, nhưng tất cả đều nằm trong tính toán của Zero Two. Fuwa là một chiến binh lâu năm, anh cũng nhận thức được điều này. Anh đã bẻ gãy chiếc móng vuốt của mình để đánh thẳng vào người của Zero Two. Anh đã thành công, nhưng đó là tất cả gì anh làm được. Chuẩn bị lao tới để tiếp tục chiến đấu, sức mạnh của Jetsumeki đã vượt quá tầm kiểm soát. Nó đã phá hủy chiếc key cũng như làm cho Fuwa bị trọng thương nặng. Bullet. Override. It's my
Nozomi-tori. Movie riêng của Kaoru, Vulcan cũng như Valkyrie nối tiếp sự kiện trong series Mesubo Jinrai. Kaoru mạnh nhất của Mesubo Jinrai được tạo ra với cùng tên gọi đó. Hắn phá hủy tất cả những hệ xác của những người còn lại trong tổ chức, cũng như tiêu diệt hoàn toàn chủ tịch thật sự của tập đoàn Jaya. Hắn ta quyết định tiêu diệt tập đoàn Jaya cũng như tổ chức AAMS. Trước hành động này của tên Rider mới, Valkyrie cũng như Vulcan đã lao tới tham chiến, nhưng sức mạnh của hắn là vượt ngoài tầm kiểm soát của họ, dễ dàng đánh bại Fuwa với hình dạng cơ bản của Vulcan và phá hủy hoàn toàn Short Ride cũng như chiếc rùa Ride Key quanh. Trong quá trình tìm hiểu tất cả những sự việc tại sao nhóm Mesubo Jinrai đã từ bỏ tất cả lại có những hành động như vậy, anh đã nhận ra và hiểu ra được niềm ao ước của họ với những Human Gear thế hệ sau. Họ sẽ làm gương để cho tất cả những Human Gear khác thấy được cách sống thật sự là như thế nào, chính nghĩa rồi cũng sẽ trở thành ác quỷ thực hiện sai cách giống như cách mà họ từng thực hiện với tên gọi Mesubo Jinrai. Anh đã nhận được Jetsumeki Dial Warp của Human Gear số 9 trước khi anh ta gục xuống, sử dụng tất cả những gì còn lại là Assault Grip từ tay của Valkyrie, cũng như không thể nào sửa chữa được Short Drive, do đó là dữ liệu tập đoàn Jaya. Anh đã thành lập công ty riêng với sự hỗ trợ của Aruto và có được Zero One Driver, kết hợp cả ba thứ đó lại để tạo nên sức mạnh kinh hoàng chống lại Kaoru Mesubo Jinrai. Trận chiến định mệnh giữa AI cũng như kẻ từ đầu rất căm ghét AI, nhưng mọi thứ đã thay đổi ở cả hai phe. Một nơi là một tổ chức đã hợp lại thành một, cũng như một con sói cô độc luôn chiến đấu một mình. Sức mạnh tối thượng Kaoru Vulcan Long Warp, tạo hình của anh được điểm tô bằng màu xanh đậm trên toàn bộ cơ thể, với gương mặt của loài sói hung hãn cũng như lông lá, những chi tiết viền đỏ, những ống dẫn trải khắp cơ thể của anh, được tạo hình rất giống với hình dạng Ascorpion nhưng hoàn thiện cũng như chi tiết rõ ràng hơn, thể hiện rõ phần nào sức mạnh của anh. Trận chiến giữa cả hai Rider này mặc dù không quá nhiều hiệu ứng, chỉ là những màn đấm tay cũng như những câu nói đạo lý, nhưng Fuwa cũng thể hiện phần nào sức mạnh của Long Wolf. Khi anh tấn công đòn nào, tất cả những đòn đánh của anh đều được bao phủ một con sói khổng lồ, một loài sói cổ đại với sức mạnh của Jetsumeki. Từ đòn đấm, đá cho tới những đòn phản công đều xuất hiện con sói khổng lồ này, phần nào thể hiện rõ sức mạnh khủng khiếp mà anh đang sở hữu. Đòn kết liễu của anh khi anh muốn trực tiếp giải quyết tất cả với nhóm Mesubo Jinrai mang tên Long Wolf Impact. Anh nhảy lên không trung và đao đòn kết liễu cùng lúc với Kaoru Mesubo Jinrai. Anh được tụ hợp với nguồn năng lượng nhìn giống như một con chip, sau đó nó bao phủ anh bằng sức mạnh của một chiếc đầu sói khổng lồ với nguồn năng lượng xanh lam bao phủ khắp cơ thể của anh. Anh nhanh chóng lao vào Kaoru Mesubo Jinrai và cả hai ra đòn kết liễu nhau. Sau khi thoát khỏi trạng thái biến hình cũng như đánh bại hoàn toàn Kaoru Mesubo Jinrai, anh cũng bị trọng thương vô cùng nặng. Sau khi sử dụng sức mạnh cấm kỵ chiếc Jetsumeki, đôi mắt của anh đã không thể nào nhìn rõ khi Yuwa đến đón anh, cũng như Fuwa đã ngất đi sau đó. Liệu anh có còn tiếp tục sống hay anh đã ra đi mãi mãi? Điều đó vẫn còn là một bí ẩn không có lời giải. Và đây là tổng hợp 2 phần về Kaoru Vulcan. Nếu mình còn thiếu phần nào, các bạn hãy comment bên dưới nha. Mình là Ryan Dragon, thanks for watching. Nếu hay, like, subscribe nha. Bye.